có duyên biết mệnh, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, đắc lộc ơn trên, tiền vàng ùn ùn kéo về, đổi giận vào nhất dùng thiên hạ, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Xin chào quý vị khán giả yêu mến của kênh Minh Đường Tử Vi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một hành trình đầy thú vị trong tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, một năm hứa hẹn đầy tiềm năng từ hiện tại cho đến Tết 2025. Những người tuổi Nhâm Dần không chỉ được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán mà còn mang trong mình sự tự tin và khí chất độc đáo. Năm 2024 đã mang đến không ít thử thách cho quý vị, nhưng đừng để những khó khăn ấy làm giảm đi ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn. Thay vào đó, hãy sẵn sàng cho những cơ hội mới đang chờ đón trong những tháng cuối năm này. Đây là thời điểm hoàn hảo để quý vị vươn lên, phát triển sự nghiệp và tăng cường tài lộc. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đắm chìm vào những chi tiết hấp dẫn về từng khía cạnh trong tử vi của quý vị, từ công việc đến tài chính, sức khỏe cho đến hạnh phúc gia đình. Mỗi thông tin sẽ giúp quý vị nắm bắt và chuẩn bị cho một năm mới đầy may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Hãy cùng nhau khám phá và chào đón những điều tốt đẹp đang đến với chúng ta nhé. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần 1962. Nam giới tuổi Nhâm Dần vào thời kỳ trung vận và hậu vận mới gặp được nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống có nhiều hạnh phúc và sung túc đầy đủ. Vào thời kỳ tiền vận thì gặp nhiều sầu đau và có nhiều tủi nhục trong cuộc đời. Về phần công danh của nam giới tuổi Nhâm Dần không có được nhiều may mắn lắm, đường công danh lên bổng xuống trầm. Phần gia đạo thì có được nhiều sự sung túc và gây được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời. Về phần tiền bạc vào thời kỳ hậu vận mới có phần sung túc và tốt đẹp. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào năm tuổi 34 trở đi. Nam tuổi Nhâm Dần có thiên can mang chữ Nhâm có các sao Thiên Lương, Quá Lộc là hai sao thích hợp cho vai trò người lớn, kẻ cả, thuận lợi trong môi trường giáo dục, y tế. Quý ông còn có Tử Vi, Tả Phụ là hai sao thiên về trí tuệ, càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Với tuổi Mạng tương khắc, cuộc sống dễ bị thăng trầm ngoại trừ nam NAGY biết thích nghi với hiện tại và đừng khởi nhiều tham vọng. Nam Mạng có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây, bắt đó, đứng núi này, trông núi nọ nên cuộc đời có nhiều biến động từ sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dấp thanh tú, với lối nói vui vẻ được lòng người đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi. Trung niên mới tạm ổn định, nếu biết tu tâm dưỡng tánh, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng. Nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, nhờ con cháu mà an nhàn. Những nữ mạng tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời kỳ tiền vận gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Gia đạo có nhiều xung khắc, không mấy thuận hòa. Tình duyên gặp nhiều gian truân, trắc trở vào tiền vận và trung vận. Sang hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc. Vào tiền vận, những người nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn. Sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi lên cao, khi xuống thấp. Nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nhờ vậy mà cuộc đời của nam mạng tuổi Nhâm Dần mới bớt đi nhiều phiền muộn, lo âu. Nhâm Dần sinh năm 1962, mạng kim bạch kim, vàng trắng, khắc lư trung quả, con nhà bạch đế, phú quý, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Tuổi Dần cung cấn mạng kim, tướng người tật bệnh khó tìm chẳng an. Tuổi nhỏ như thể chỉ mành, ốm đau bệnh tật đã đành khó nuôi. Tánh tình ăn nói bãi bui, khôn ngoan mềm mỏng hay vui hay cười. Nam nhân cao số hơn người, số tu tích đức Phật trời độ cho. Số cao có số hơn người, đôi dòng ba thứ vợ ngoài vợ trong. Nhưng mà chết hụt phải phòng, tướng mạng lớn lắm mới hòng sống lâu. Đệ huynh cũng chẳng thuận hòa, tuổi nhỏ tự lập tuổi già nhờ con. Cuộc sống tuổi Nhâm Dần vào trung vận và hậu vận mới có nhiều hay đẹp, cuộc sống mới tạo được nhiều hạnh phúc và sung túc. Tuổi nhỏ, tức là tiền vận thì gặp nhiều sầu đau và có nhiều tủi nhục cuộc đời. Tóm lại, tuổi Nhâm Dần tiền vận vất vả lao đao, trung vận và hậu vận mới được hoàn toàn tốt đẹp. Tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Nhâm Dần chia ra làm 3 giai đoạn như sau.
Nếu sanh vào những tháng này, tuổi Nhâm Dần có thay đổi hai lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào tháng 5, 6 và 9 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời có những thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, một chồng một vợ mà thôi, đó là sanh vào những tháng 1, 4 và 8 âm lịch. Gia đạo, công danh, phần công danh không được nhiều may mắn lắm, công danh lên bổng xuống trầm. Phần gia đạo thì được nhiều sung túc và nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời. Tiền bạc vào hậu vận mới có phần sung túc và tốt đẹp. Sự nghiệp hoàn thành vào tuổi 34 trở đi. Tuổi hợp cho làm ăn, tuổi Nhâm Dần làm ăn hay hùng hạp thì nên lựa những tuổi này mà làm ăn thì thâu nhiều kết quả. Đó là các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất, Mậu Thân. Lựa chọn vợ chồng, việc lựa chọn hôn nhân, nên kết hôn với những tuổi này thì cuộc đời được sống cao sang quyền quý. Đó là bạn kết hôn với các tuổi Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Canh Tuất. Nếu kết hôn với những tuổi này, chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi. Vì những tuổi này chỉ hợp vào vấn đề tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Đó là các tuổi Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu, Kỷ Hợi. Nếu kết hôn với những tuổi này, bạn không tạo được một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp mà trái lại chỉ sống một cuộc đời nghèo khổ mà thôi. Đó là bạn kết hôn với các tuổi Quý Mão, Kỷ Dậu. Những năm ở vào tuổi này không nên cưới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên. Đó là ở vào tuổi 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Nếu bạn sanh vào những tháng này, cuộc đời sẽ có nhiều vợ. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 6, 6, 9, 10 và 11 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, tuổi Nhâm Dần đại kỵ với những tuổi này: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý, Giáp Ngọ. Làm ăn hay kết duyên với những tuổi này sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Khi làm ăn hay kết duyên, nếu gặp tuổi khắc kỵ, tuổi Nhâm Dần phải xem ngày và năm sao hạn của mình mà cúng kiến. Không nên bỏ qua, không được làm dối trá, cần phải có tâm thành, làm phước, cứu giúp người bần hàn thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, tuổi Nhâm Dần có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 32 và 40 tuổi. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất. Nếu bạn xuất hành thì tuổi bạn thuận, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những ngày, giờ trên thì gặp nhiều tốt đẹp, không sợ thất bại trong sự làm ăn, cũng như về tiền bạc và cuộc sống. Năm 2024 có thể nói là một năm đầy những biến động lớn đối với những người tuổi Nhâm Dần 1962. Những thay đổi trong công việc, tài chính và cả cuộc sống gia đình đều khiến quý vị không khỏi cảm thấy bối rối và lo âu. Công việc vốn dĩ đã khó khăn giờ lại càng trở nên phức tạp hơn. Nhiều khi, quý vị cảm thấy như mình đang phải đối mặt với những thách thức liên tiếp. Không có thời gian để thở, áp lực công việc có lúc khiến tinh thần trở nên mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc. Không những thế, tình hình tài chính cũng có nhiều lúc bất ổn, khiến quý vị gặp phải khó khăn trong việc quản lý tiền bạc. Những khoản chi tiêu ngoài dự kiến hoặc những biến động trên thị trường có thể đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách của quý vị. Điều này càng làm tăng thêm nỗi lo về tương lai, khi mà những nỗ lực kiếm tiền không đạt được kết quả như mong đợi. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng là một trong những vấn đề đáng lưu tâm trong năm nay. Áp lực công việc và tài chính đã phần nào ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần, khiến quý vị cảm thấy mệt mỏi và dễ bị căng thẳng. Sự thiếu cân bằng trong cuộc sống có thể đã làm quý vị mất đi sự tập trung và nhiệt huyết trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Thậm chí, gia đình nơi mà quý vị luôn mong mỏi tìm thấy sự bình yên, đôi khi cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn và căng thẳng. Những vấn đề nhỏ trong gia đình có thể bị phóng đại do áp lực từ công việc và tài chính, dẫn đến những xung đột không đáng có. Điều này khiến quý vị cảm thấy rằng cuộc sống đang đè nặng lên vai, không chỉ trong công việc mà còn trong mọi mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên, điểm sáng của tuổi Nhâm Dần chính là tinh thần mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán, dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu. Quý vị luôn biết cách đứng lên từ những vấp ngã, không bao giờ chấp nhận để khó khăn chi phối. Quý vị vẫn luôn tìm cách vượt qua những thử thách bằng sự nhẫn nại và lòng quyết tâm. Với bản lĩnh vững vàng, quý vị biết cách học hỏi từ thất bại và không ngừng tìm kiếm giải pháp để khắc phục tình hình, hướng đến sự ổn định. Từ thời điểm này cho tới cuối năm, tử vi cho thấy sẽ có nhiều thay đổi tích cực đến với cuộc sống của những người tuổi Nhâm Dần. Công việc bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc.
Những khó khăn dần dần được tháo gỡ, những nỗ lực trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng mang lại kết quả, giúp quý vị có được sự công nhận và đạt được mục tiêu đã đề ra. Đây là thời điểm quý vị nên tận dụng những cơ hội mới, không ngừng mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm những dự án tiềm năng để phát triển sự nghiệp. Về tài chính, sau những tháng ngày đầy sóng gió, quý vị sẽ nhận thấy dòng tiền bắt đầu ổn định hơn, thu nhập từ các nguồn công việc chính và phụ dần dần tăng lên, giúp quý vị cảm thấy yên tâm hơn trong việc quản lý chi tiêu. Đây là thời gian quý vị nên cân nhắc đầu tư vào những kế hoạch dài hạn để gia tăng lợi nhuận, đồng thời chú trọng vào việc tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu cá nhân. Sự cẩn trọng trong tài chính sẽ giúp quý vị không chỉ thoát khỏi những khó khăn trước mắt mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai. Ngoài ra, sức khỏe của quý vị cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Khi công việc và tài chính dần ổn định, quý vị sẽ cảm thấy tinh thần thư thái hơn, bớt đi những căng thẳng và áp lực. Đây là thời điểm tốt để quý vị chú ý hơn đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện, giúp cơ thể phục hồi và tăng cường sức đề kháng. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân cũng sẽ giúp quý vị cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Gia đạo cũng sẽ có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt sau những xung đột và hiểu lầm. Các thành viên trong gia đình dần tìm lại được sự hòa hợp và gắn kết, quý vị sẽ cảm nhận được không khí ấm cúng, yên bình trong tổ ấm của mình. Khi mà mọi căng thẳng dần tan biến, đây là lúc quý vị nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và trân trọng những khoảnh khắc bên người thân. Những tháng cuối năm 2024 sẽ là giai đoạn vàng để quý vị củng cố sự nghiệp và chuẩn bị cho một năm mới đầy thịnh vượng. Đây cũng là thời điểm để quý vị tận hưởng những thành quả sau bao nỗ lực và khó khăn. Một cái Tết an lành, ấm no và sung túc sẽ là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những cố gắng không ngừng nghỉ của quý vị trong suốt năm qua. Dự đoán sự nghiệp cuối năm 2024. Những tháng cuối năm 2024 sẽ mở ra một giai đoạn đầy hứa hẹn cho người tuổi Nhâm Dần 1962 trong lĩnh vực sự nghiệp. Đây là thời điểm quý vị có thể nhận thấy sự thăng tiến vượt bậc sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt năm qua. Những thử thách và khó khăn trước đó giờ đây dường như chỉ là bước đệm để giúp quý vị tiến lên một tầm cao mới. Các dự án, công việc mà quý vị đang dốc lòng theo đuổi sẽ bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Những ý tưởng đã ấp ủ lâu, ngày nay có cơ hội được triển khai một cách suôn sẻ hơn và quý vị sẽ thấy rõ kết quả tích cực từ những gì mình đã đầu tư. Điều đặc biệt là trong thời điểm này, quý vị sẽ không còn phải đối mặt với những trở ngại một mình. Những người xung quanh, từ đồng nghiệp đến đối tác sẽ bắt đầu ủng hộ và giúp đỡ quý vị nhiều hơn. Những mối quan hệ trước đây có thể gặp rắc rối, giờ lại trở nên gắn kết, hỗ trợ đắc lực cho con đường thăng tiến. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, người sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra những lời khuyên đúng đắn, mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp. Quý nhân này có thể là một người mà quý vị đã từng làm việc cùng hoặc là một người mới xuất hiện, mang đến cho quý vị sự chỉ dẫn và cơ hội quý báu. Họ sẽ giúp quý vị nhìn nhận ra những chiến lược hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp vượt bậc. Ngoài ra, vị trí công việc của quý vị trong tổ chức cũng có dấu hiệu thay đổi theo hướng tích cực. Đây là thời điểm mà những nỗ lực của quý vị được công nhận xứng đáng, khả năng lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và sự tận tâm của quý vị sẽ được ban lãnh đạo đánh giá cao. Không chỉ dừng lại ở sự ổn định, quý vị còn có thể được đề bạt lên vị trí cao hơn, nắm giữ nhiều trách nhiệm và quyền hạn lớn hơn. Nếu biết nắm bắt thời cơ và thể hiện bản thân đúng lúc, quý vị có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Về tài chính, thành công trong sự nghiệp sẽ mang đến cho quý vị những cơ hội gia tăng thu nhập. Các dự án thành công giúp dòng tiền ổn định và tăng trưởng, quý vị sẽ có nhiều khoản thưởng hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đây. Những khoản thu nhập này không chỉ giúp quý vị thoát khỏi tình trạng khó khăn tài chính trước đó, mà còn tạo ra nguồn tài chính vững vàng cho tương lai. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm quý vị nên mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Việc kết nối với những người cùng chung chí hướng hoặc có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà quý vị đang hoạt động sẽ mang lại những giá trị không ngờ. Sự hỗ trợ từ những người này sẽ không chỉ giúp quý vị tiến xa hơn trong công việc hiện tại mà còn mở ra những cơ hội mới, những dự án tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, để đạt được những thành công này, điều quan trọng là quý vị cần giữ vững tinh thần tập trung và kỷ luật. Đừng vội vàng hài lòng với những thành công ban đầu mà hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, đặt ra những mục tiêu cao hơn. Việc quản lý thời gian
Lập kế hoạch cẩn thận và luôn giữ sự chuyên nghiệp trong công việc sẽ giúp quý vị không chỉ đạt được những kết quả tốt, mà còn xây dựng được danh tiếng vững chắc trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Nhìn chung, những tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm tuyệt vời để quý vị bứt phá và đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp. Đây chính là thời điểm mà vận may mỉm cười, và với sự quyết tâm, tài năng và sự kiên trì, quý vị sẽ có cơ hội đạt được những mục tiêu mà mình hằng mong đợi. Hãy sẵn sàng để đón nhận những thay đổi tích cực và biến nó thành lợi thế của mình trong hành trình sự nghiệp. Phương diện tài lộc. Về tài lộc, cuối năm 2024 được dự báo là một giai đoạn đầy hứa hẹn đối với những người tuổi Nhâm Dần. Sau một thời gian dài kiên trì và nỗ lực, tài vận của quý vị sẽ có những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ, mang đến sự khởi sắc không chỉ trong việc thu nhập mà còn về các cơ hội tài chính mới. Những khoản đầu tư mà quý vị đã thực hiện từ trước đó, dù ban đầu có thể đã gặp phải đôi chút trắc trở, nay bắt đầu sinh lời đáng kể. Những kế hoạch tài chính đã được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ dần chứng minh tính hiệu quả và mang lại những kết quả tích cực. Quý vị sẽ cảm thấy sự tự tin trở lại khi nhìn thấy những con số lợi nhuận tăng trưởng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý tài sản. Những nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính, mà còn có thể đến từ các dự án kinh doanh bên lề hoặc các khoản đầu tư phụ. Đây chính là thời điểm mà những cơ hội tài chính mới sẽ xuất hiện, mở ra những hướng phát triển mà quý vị có thể chưa nghĩ đến trước đây. Mở rộng kinh doanh hay tham gia vào các dự án lớn là những lựa chọn không thể bỏ qua nếu quý vị muốn tăng trưởng tài lộc một cách bền vững. Quý vị có thể tìm thấy những đối tác tiềm năng, những khách hàng mới hoặc thậm chí là cơ hội hợp tác quốc tế, giúp gia tăng lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng tài chính đi kèm, quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng trong việc đưa ra các quyết định tài chính, đặc biệt là với những khoản đầu tư có rủi ro cao. Dù vận may đang mỉm cười, không phải lúc nào quý vị cũng nên mạo hiểm. Hãy luôn xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ động thái tài chính nào, nhất là khi liên quan đến những dự án hoặc khoản đầu tư mới chưa được kiểm chứng đầy đủ. Quý vị cần lưu ý đến việc đánh giá tỷ lệ rủi ro và tính khả thi của các kế hoạch, tránh để bản thân bị cuốn vào những cơn sốt đầu tư nhất thời hoặc đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc. Chiến lược tài chính dài hạn sẽ là yếu tố then chốt, giúp quý vị duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong giai đoạn này. Việc cân bằng giữa sự mạo hiểm và an toàn trong các khoản đầu tư sẽ giúp quý vị tối đa hóa lợi nhuận mà không gặp phải những tổn thất lớn. Hơn nữa, quý vị nên tiếp tục duy trì chính sách tiết kiệm và quản lý chi tiêu hợp lý, nhằm bảo vệ tài sản và duy trì nguồn tài chính lâu dài. Ngoài ra, quý vị cũng nên cân nhắc việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập và tìm kiếm các hình thức đầu tư an toàn, chẳng hạn như bất động sản hoặc các lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng phát triển ổn định. Việc mở rộng sang các lĩnh vực mới không chỉ giúp quý vị gia tăng thu nhập, mà còn tạo ra nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ kinh doanh và phát triển mạng lưới đối tác. Tài vận cuối năm 2024 có thể mang lại những thay đổi tích cực, nhưng việc duy trì sự tỉnh táo và linh hoạt trong các quyết định sẽ giúp quý vị tránh được những rủi ro không đáng có. Đây là thời điểm quý vị nên đặt mục tiêu cao hơn và nhìn xa hơn, không chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn mà còn hướng tới việc xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Nhìn chung, cuối năm 2024 sẽ là cơ hội để tuổi Nhâm Dần gặt hái những thành quả to lớn trong lĩnh vực tài chính, nhưng cũng là thời gian đòi hỏi quý vị cần phải hành động với sự thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng nếu có thể tận dụng cơ hội đúng lúc. Giữ vững kỷ luật và biết cách kiểm soát rủi ro, quý vị sẽ có thể tạo nên sự phát triển tài lộc bền vững và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho những năm tới. Phương diện sức khỏe. Trong những tháng cuối năm 2024, sức khỏe của quý vị nhìn chung sẽ ở mức ổn định, nhưng vẫn cần có sự chăm sóc đặc biệt đối với một số khía cạnh quan trọng để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến hệ thần kinh và huyết áp là điều cần được lưu ý kỹ lưỡng. Dù thể chất không gặp phải nhiều biến động lớn, quý vị vẫn cần cẩn trọng trước những biểu hiện căng thẳng hay mất ngủ kéo dài, vì những điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe về lâu dài. Cuộc sống với nhịp độ nhanh và áp lực công việc đôi khi sẽ khiến quý vị dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, mà còn có thể tác động tiêu cực đến huyết áp và tuần hoàn máu. Để tránh các vấn đề liên quan đến huyết áp không mong muốn, quý vị nên chú trọng đến việc kiểm soát cảm xúc và tìm cách giải tỏa căng thẳng một cách hợp lý. Điều quan trọng không phải chỉ là làm việc chăm chỉ,
mà còn phải biết cách nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Quý vị nên duy trì một lối sống lành mạnh bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất, tập các bài thể dục nhẹ nhàng như yoga, thiền định hoặc đi bộ. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, mà còn giúp quý vị giữ được sự thăng bằng về tinh thần, giảm thiểu những lo âu không cần thiết. Một chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dưỡng chất, hạn chế thức ăn nhanh và đồ uống có cồn cũng sẽ là yếu tố quan trọng giúp quý vị kiểm soát tốt hơn tình trạng sức khỏe của mình. Đồng thời, việc nghỉ ngơi đầy đủ là điều không thể thiếu để giữ gìn sức khỏe. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, không để bản thân quá tải hay bị cuốn vào công việc mà quên đi nhu cầu của cơ thể. Một giấc ngủ sâu và đủ giấc không chỉ giúp quý vị tái tạo năng lượng, mà còn là biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa những vấn đề liên quan đến thần kinh và huyết áp. Nhìn chung, cuối năm 2024 là thời điểm mà quý vị cần chú trọng đến sức khỏe một cách toàn diện bằng việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh, quý vị sẽ đảm bảo được một nền tảng sức khỏe vững vàng để đón chào những cơ hội và thách thức mới trong năm tiếp theo. Phương diện gia đạo. Về gia đạo, những tháng cuối năm 2024 sẽ là một giai đoạn êm ấm và hài hòa đối với những người tuổi Nhâm Dần. Sau những mâu thuẫn nhỏ có thể đã xảy ra trước đó, không khí trong gia đình bắt đầu dịu đi và các thành viên dần tìm lại sự gắn kết và đồng cảm với nhau. Những hiểu lầm, xung đột trước đây sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng, tạo ra không gian yên bình và ấm cúng trong gia đình. Đây chính là thời điểm quý vị nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, quan tâm và vun đắp tình cảm với người thân yêu. Những buổi trò chuyện thân mật, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi lo sẽ là cách để các thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn, từ đó tạo nên một nền tảng vững chắc về mặt tình cảm. Sự kết nối chặt chẽ này không chỉ giúp xóa bỏ những căng thẳng còn sót lại mà còn làm tăng cường sự gắn bó, mang đến cảm giác an lành và hạnh phúc. Hơn thế nữa, quý vị có thể tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho một cái Tết ấm áp và đầy đủ. Việc cùng nhau lên kế hoạch cho các hoạt động gia đình vào dịp cuối năm không chỉ tạo thêm sự gắn kết, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau tận hưởng niềm vui, thắp sáng niềm hy vọng và hạnh phúc cho năm mới. Đây là cơ hội tuyệt vời để vun đắp tình cảm giữa các thành viên, củng cố mối quan hệ gia đình thêm phần sâu sắc và bền chặt. Ngoài ra, sự hòa thuận trong gia đình cũng sẽ mang lại sự an yên trong tâm hồn, giúp quý vị cảm thấy được sự ủng hộ và động viên từ người thân, từ đó tạo thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn khác trong cuộc sống. Quý vị sẽ cảm thấy mình không còn phải đối mặt với những thử thách một mình, mà luôn có hậu phương vững chắc là gia đình để dựa vào. Vì thế, cuối năm 2024 không chỉ là thời điểm để quý vị đạt được những thành công trong công việc, mà còn là cơ hội để xây dựng và duy trì mối quan hệ gia đình khăng khít, chuẩn bị cho một năm mới tràn đầy tình yêu thương và sự gắn kết. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch, Giáp Tuất. Tháng 9 âm lịch năm 2024 sẽ là một giai đoạn mang đến cho người tuổi Nhâm Dần những cơ hội nho nhỏ, nhưng đầy tiềm năng trong công việc và sự nghiệp, mặc dù có thể những cơ hội này ban đầu trông khá nhỏ bé và chưa thực sự nổi bật. Nhưng nếu quý vị có đủ tinh tế và kiên nhẫn để nhìn nhận đúng giá trị của chúng, thì đây chính là những hạt mầm quan trọng cho thành công trong tương lai. Trong giai đoạn này, công việc có thể sẽ không phải lúc nào cũng diễn ra một cách dễ dàng hay thuận lợi. Quý vị có thể gặp phải một số thử thách nhỏ và sự cạnh tranh ngầm từ đồng nghiệp hoặc đối tác, nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị nên nản lòng. Thay vào đó, tháng này khuyến khích quý vị rèn luyện sự bền bỉ và giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh. Đây là lúc mà việc cẩn trọng và kiên nhẫn sẽ phát huy tác dụng. Đừng vội vàng đưa ra những quyết định dựa trên cảm xúc hay phản ứng nhất thời, bởi những lựa chọn vội vã có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn. Những cơ hội nhỏ trong công việc có thể đến từ nhiều phía, như một dự án phụ hoặc một nhiệm vụ mới tưởng chừng không quá quan trọng. Tuy nhiên, nếu quý vị tận dụng tốt và đặt tâm huyết vào, những cơ hội này có thể trở thành bước đệm lớn để quý vị vươn lên trong tương lai gần. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ, vì chúng có khả năng mở ra những cánh cửa lớn hơn, mang lại những thành công vượt xa mong đợi. Hãy để ý kỹ đến các chi tiết, chăm chút từng bước đi để có thể thu được kết quả tốt nhất. Về phương diện tài chính, những cơ hội trong tháng này tuy chưa thể mang lại khoản lợi nhuận lớn ngay lập tức, nhưng chúng chính là tiền để cho những lợi ích lâu dài. Việc đầu tư thời gian và công sức vào các công việc hiện tại,
sẽ giúp quý vị xây dựng nền tảng vững chắc, và điều này sẽ bắt đầu sinh lời trong tương lai gần. Những quyết định tài chính khôn ngoan vào thời điểm này sẽ giúp quý vị gia tăng tài lộc một cách ổn định và an toàn. Ngoài ra, đây cũng là tháng quý vị cần thận trọng với các mối quan hệ trong công việc, sự cạnh tranh có thể diễn ra một cách âm thầm. Do đó, quý vị cần giữ vững lập trường và đừng để bị cuốn vào những mâu thuẫn không cần thiết. Sự khôn khéo trong giao tiếp và ứng xử sẽ giúp quý vị duy trì được hòa khí với đồng nghiệp và đối tác, đồng thời tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho sự nghiệp về lâu dài. Với sự kết hợp giữa sự kiên nhẫn và sáng suốt, tháng 9 âm lịch sẽ là một khoảng thời gian để quý vị tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai. Hãy nhớ rằng, những cơ hội nhỏ mà quý vị bắt gặp trong tháng này không phải là kết thúc, mà chính là khởi đầu của một chuỗi các thành công trong thời gian tới. Sự nỗ lực và cống hiến hôm nay sẽ trở thành những trái ngọt quý giá mà quý vị sẽ được hưởng trong những tháng sau. Hãy tận dụng thời gian này để phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng, không ngừng học hỏi để chuẩn bị cho những biến chuyển tích cực sắp tới. Với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng, quý vị hoàn toàn có thể biến những cơ hội tưởng như nhỏ bé thành những thành tựu to lớn, đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch năm 2024 mở ra cho tuổi Nhâm Dần những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ về mặt tài vận. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực trong thời gian qua của quý vị bắt đầu có trái ngọt. Đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính và kinh doanh, tài vận của quý vị sẽ dần tăng trưởng, tạo ra nhiều cơ hội hấp dẫn để gia tăng thu nhập cũng như củng cố nguồn tài chính. Đối với những ai đang tham gia vào các khoản đầu tư, tháng này sẽ mang đến những may mắn và cơ hội lớn. Quý vị có thể bất ngờ nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó hoặc tìm thấy những cơ hội mới để mở rộng danh mục đầu tư. Những lĩnh vực liên quan đến bất động sản, chứng khoán hay các dự án kinh doanh khác đều có triển vọng phát triển tích cực. Tuy nhiên, sự tin tưởng và khả năng nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ là chìa khóa để quý vị tận dụng được hết những điều may mắn này. Nếu quý vị đang mở rộng kinh doanh hoặc có ý định khởi nghiệp, tháng 10 âm lịch là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Đây là tháng mà quý nhân có thể xuất hiện, giúp đỡ và mang đến những hỗ trợ tài chính hoặc nguồn lực quan trọng, từ đó tạo ra những bước đột phá cho các dự án của quý vị. Dòng tiền sẽ lưu thông tốt hơn, giúp công việc kinh doanh phát triển một cách thuận lợi và những khó khăn trước đây dần được tháo gỡ. Tuy nhiên, dù tháng này hứa hẹn mang lại tài vận dồi dào, quý vị vẫn cần giữ thái độ thận trọng, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch lớn. Không phải mọi cơ hội đều đáng để mạo hiểm, và trong lúc tài vận đang trên đà tăng trưởng, quý vị có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của những khoản đầu tư quá rủi ro. Do đó, hãy luôn giữ cho mình cái đầu tỉnh táo và không nên vội vàng đưa ra những quyết định mà quý vị chưa hoàn toàn nắm rõ. Sự khôn ngoan trong việc đánh giá rủi ro và tiềm năng sẽ giúp quý vị đưa ra các lựa chọn đúng đắn, tránh xa những phi vụ đầu tư không có căn cứ hoặc mang tính chất may rủi. Đồng thời, quý vị cũng cần đề cao việc kiểm soát chi tiêu, tránh tình trạng chi tiền quá mức vào những dự án không có tính ổn định hoặc không phù hợp với điều kiện hiện tại. Việc đặt sự an toàn tài chính lên hàng đầu trong các giao dịch lớn là điều cần thiết để quý vị giữ vững sự ổn định về lâu dài. Hơn nữa, tháng 10 âm lịch cũng là thời điểm quý vị cần xây dựng cho mình một kế hoạch tài chính dài hạn. Bằng việc quản lý dòng tiền hợp lý, tận dụng thời gian này để tiết kiệm và tái đầu tư một cách khôn ngoan, quý vị sẽ có thể đảm bảo sự phát triển bền vững cho nguồn tài chính trong tương lai. Đừng để những cơn sốt đầu tư nhất thời hay sự cám dỗ của lợi nhuận ngắn hạn làm lung lay ý chí. Thay vào đó, hãy giữ cho mình một tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư thông minh để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho tài sản của mình. Tháng 10 âm lịch là thời gian mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đồng thời là thời điểm mà quý vị cần cẩn thận hơn trong từng quyết định tài chính. Để có thể đạt được thành công trọn vẹn, quý vị cần kết hợp giữa sự may mắn và khả năng phân tích, tính toán chính xác trong từng bước đi. Những thành quả tài chính mà quý vị đạt được trong tháng này sẽ không chỉ mang lại sự phấn khởi, mà còn là nền tảng để quý vị bước tiếp những chặng đường thành công trong tương lai. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch năm 2024 được dự báo là thời điểm mà vận may của tuổi Nhâm Dần thăng hoa một cách rõ rệt, nhờ sự xuất hiện của quý nhân phù trợ. Quý vị sẽ cảm nhận được rằng mọi việc trong tháng này dường như diễn ra một cách thuận lợi và trơn tru hơn bao giờ hết. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh,
quý vị sẽ có để vượt qua những thử thách còn tồn đọng và tiến tới thành công trong công việc và các kế hoạch cá nhân. Sự hiện diện của quý nhân trong tháng này không chỉ mang lại sự hỗ trợ quý báu về mặt tinh thần, mà còn có thể mở ra những cơ hội phát triển lớn trong sự nghiệp. Đây chính là lúc mà quý vị có thể tận dụng sự giúp đỡ từ quý nhân để bứt phá và đẩy mạnh công việc kinh doanh của mình lên một tầm cao mới. Những ý tưởng sáng tạo mà quý vị đã ấp ủ từ lâu nay sẽ được thực hiện và triển khai một cách suôn sẻ bởi sự hỗ trợ kịp thời và đúng lúc từ những người có tầm ảnh hưởng. Nếu quý vị đã có những kế hoạch lớn trong công việc hoặc đang ấp ủ những dự án mở rộng kinh doanh, thì đây chính là thời điểm vàng để bắt tay vào thực hiện. Các kế hoạch mà trước đây còn gặp nhiều trở ngại nay sẽ bắt đầu khởi sắc nhờ sự giúp đỡ của các đối tác tiềm năng hoặc những người có uy tín trong lĩnh vực của quý vị. Đừng ngần ngại tiếp cận và tìm kiếm sự hỗ trợ, bởi quý nhân trong tháng này có thể đến từ những mối quan hệ mà quý vị đã xây dựng từ trước nhưng chưa từng khai thác. Trong công việc, quý vị sẽ thấy mình được bao bọc bởi sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Những dự án đang gặp khó khăn nay sẽ tiến triển một cách nhanh chóng. Những vấn đề hóc búa sẽ được giải quyết dễ dàng nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của người xung quanh. Đây cũng là thời gian mà tài năng của quý vị được công nhận và có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng hoặc đề bạt lên những vị trí quan trọng hơn trong công việc. Những gì quý vị đã cống hiến trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng trong tháng này. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần giữ một thái độ khiêm tốn và lắng nghe những lời khuyên từ quý nhân, bởi không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như kế hoạch. Dù có giận quý nhân nhưng quý vị cũng cần tự mình nỗ lực, chủ động trong mọi việc để không bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Việc tập trung và chú ý đến từng chi tiết nhỏ sẽ giúp quý vị có được cái nhìn toàn diện, tránh được những rủi ro không đáng có và đạt được kết quả tốt nhất. Về mặt tài chính, tháng này không chỉ thuận lợi cho sự nghiệp mà còn là thời điểm tài lộc dồi dào. Những dự án đang được triển khai sẽ bắt đầu sinh lời, mang lại những khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng là quý vị cần quản lý tài chính một cách cẩn trọng và khôn ngoan, tránh chi tiêu quá mức hoặc đầu tư vào những dự án mạo hiểm mà chưa được nghiên cứu kỹ càng. Hãy tận dụng dòng tiền thu về để tái đầu tư vào những lĩnh vực có tính ổn định, đồng thời dành ra một khoản để tích lũy cho tương lai. Ngoài ra, tháng 11 âm lịch cũng là thời gian quý vị nên dành nhiều sự chú ý đến các mối quan hệ cá nhân, bởi quý nhân có thể xuất hiện từ những người thân cận hoặc bạn bè thân thiết. Hãy luôn giữ cho mình một tâm thế cởi mở, sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần thiết, vì đôi khi quý nhân lại chính là những người mà quý vị đã từng giúp đỡ trong quá khứ. Nhìn chung, tháng 11 âm lịch hứa hẹn sẽ là thời gian thuận lợi và thành công cho tuổi Nhâm Dần. Đây là thời điểm lý tưởng để triển khai các kế hoạch lớn phát triển sự nghiệp và gia tăng tài lộc. Với sự xuất hiện của quý nhân, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và quý vị hoàn toàn có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch đánh dấu sự kết thúc của một năm và mở ra cánh cửa cho những khởi động mới, hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Nhâm Dần niềm vui trọn vẹn và những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Đây là thời điểm mà những nỗ lực và cố gắng trong suốt cả năm bắt đầu được đền đáp xứng đáng và quý vị sẽ có cơ hội để tận hưởng những gì mình đã đạt được. Trong tháng này, hòa khí trong gia đình sẽ trở nên thấm thiết hơn bao giờ hết. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đây sẽ dần được hóa giải. Thay vào đó là những giây phút sum họp đầy ý nghĩa. Gia đình quý vị sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui và kỷ niệm, tạo nên một bầu không khí ấm áp, hạnh phúc. Đây chính là thời điểm lý tưởng để quý vị thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho những người thân yêu, cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết thật trọn vẹn và ấm áp. Tài lộc trong tháng này cũng được dự báo sẽ dồi dào. Quý vị có thể cảm nhận được dòng tài chính của mình vào nguồn và mang lại những khoản thu nhập không ngừng tăng lên. Những nỗ lực đầu tư trước đó sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại cho quý vị những lợi nhuận đáng kể. Đây cũng là thời điểm thích hợp để quý vị xem xét và đánh giá các nguồn tài chính, từ đó đưa ra các kế hoạch chi tiêu hợp lý cho dịp Tết sắp tới. Chắc chắn rằng, với tình hình tài chính ổn định, quý vị sẽ có thể tổ chức một cái Tết đầy đủ và viên mãn. Các khoản chi cho việc mua sắm, chuẩn bị lễ vật hay tổ chức bữa tiệc sum vầy sẽ không còn là nỗi lo lắng. Thay vào đó, quý vị có thể hoàn toàn tận hưởng không khí Tết, từ việc trang hoàng nhà cửa đến việc chuẩn bị những món ăn truyền thống cùng gia đình. Bên cạnh đó, tháng 12 cũng là thời gian để quý vị nhìn lại những gì đã trải qua trong năm. Hãy dành thời gian để suy ngẫm về những thành tựu đã đạt được, những bài học quý giá cũng như những kỷ niệm đẹp,
Đây là cơ hội để quý vị củng cố thêm động lực cho bản thân, sẵn sàng đón nhận những thách thức và cơ hội mới trong năm tới. Quý vị có thể ghi lại những suy nghĩ và kế hoạch cho năm mới, từ đó xây dựng một lộ trình rõ ràng cho những mục tiêu và ước mơ sắp tới. Đừng quên rằng, Tết đến xuân về cũng là dịp để quý vị tái tạo năng lượng cho bản thân, hãy dành thời gian cho những hoạt động yêu thích. Bên cạnh việc chăm sóc cho gia đình và bạn bè, những phút giây thư giãn bên tách trà, bên những cuốn sách hay, hay đơn giản là thưởng thức cảnh sắc mùa xuân sẽ giúp quý vị thêm phần sảng khoái và tràn đầy sức sống. Nhìn chung, tháng 12 âm lịch là một bức tranh đẹp khép lại năm cũ với những sắc màu rực rỡ của niềm vui, hạnh phúc và tài lộc. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè để cùng nhau đón chào một năm mới với nhiều hy vọng và khởi sắc hơn nữa. Tháng cuối cùng này sẽ là dấu ấn đáng nhớ, là khởi đầu cho những giấc mơ và hoài bão lớn lao trong tương lai. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Để hóa giải những vận hạn có thể ảnh hưởng đến quý vị trong những tháng cuối năm 2024, việc chú trọng đến phong thủy nhà cửa và thực hiện lễ cúng tổ tiên vào các dịp lễ lớn là điều vô cùng cần thiết. Phong thủy không chỉ đơn thuần là một khái niệm về bày trí không gian sống, mà còn là một nghệ thuật giúp tạo ra sự hài hòa, cân bằng trong cuộc sống. Hãy xem xét và cải thiện những yếu tố có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà của mình. Cải tạo không gian sống bằng cách sắp xếp lại đồ đạc, tạo ra sự thông thoáng và sử dụng các màu sắc phù hợp sẽ giúp quý vị thu hút được nhiều may mắn hơn. Đặc biệt, hãy chú ý đến hướng cửa chính và vị trí của các phòng trong nhà để đảm bảo rằng năng lượng tốt có thể dễ dàng lưu thông. Việc thêm một vài chậu cây xanh hoặc tượng trưng cho sự thịnh vượng cũng có thể làm tăng thêm sinh khí cho ngôi nhà. Ngoài việc chăm chút cho không gian sống, lễ cúng tổ tiên vào những ngày lễ lớn cũng là một trong những cách giúp quý vị cầu khẩn sự bình an và phước lành cho gia đình. Hãy dành thời gian để chuẩn bị những lễ vật tươm tất và thành tâm dâng lên tổ tiên. Qua đó, quý vị sẽ không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn tạo ra một mối liên kết vững chắc với tổ tiên, từ đó giúp gia đình thêm phần thịnh vượng và an khang. Ngoài ra, việc làm từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn xung quanh cũng sẽ mang lại nhiều phước lành cho quý vị. Những hành động nhân ái không chỉ thể hiện lòng trắc ẩn mà còn giúp quý vị thu hút năng lượng tích cực từ vũ trụ. Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ như giúp đỡ một người nghèo khổ hay tham gia vào các hoạt động cộng đồng cũng có thể mang lại những điều tốt đẹp không ngờ trong cuộc sống của quý vị. Khi đứng trước những quyết định tài chính quan trọng, quý vị cần đặc biệt thận trọng, tránh vội vàng trong các giao dịch lớn và hãy dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Hãy ghi nhớ rằng, một tâm hồn bình tĩnh, sáng suốt sẽ giúp quý vị đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn. Việc giữ cho tâm trí thanh tịnh, bình thản trước mọi biến động cũng sẽ giúp quý vị tránh được những rắc rối không mong muốn trong cuộc sống. Cuối cùng, hãy luôn duy trì một thái độ lạc quan và tin tưởng vào bản thân, dù cho vận hạn có thể ảnh hưởng đến quý vị. Nhưng chính thái độ và hành động của quý vị mới là yếu tố quyết định khả năng vượt qua mọi khó khăn. Tự tạo cho mình một không gian sống và tinh thần tích cực sẽ là cách tốt nhất để hóa giải mọi vận hạn và mở ra những cánh cửa mới đầy hy vọng cho tương lai. Nhìn chung, việc chú trọng đến phong thủy, thực hiện các nghi lễ tôn kính tổ tiên, làm từ thiện và duy trì tâm thái bình thản sẽ giúp quý vị không chỉ hóa giải vận hạn mà còn gia tăng vận may, thu hút phước lành trong những tháng cuối năm này. Hãy để những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của quý vị, mở ra một năm mới tràn đầy cơ hội và hạnh phúc. Trong giáo lý của Đức Phật có một câu nói rất sâu sắc, nhường nhịn là chìa khóa của hòa bình và hạnh phúc. Câu dạy này không chỉ đơn thuần là một lời khuyên mà còn là một triết lý sống sâu sắc mà mỗi người, đặc biệt là tuổi Nhâm Dần cần thấu hiểu và thực hành. Trong hành trình sống, sự nhường nhịn không chỉ là biểu hiện của lòng khoan dung mà còn là một cách để xây dựng và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau. Khi chúng ta nhắc đến sự nhường nhịn, có thể nhiều người sẽ liên tưởng đến việc mình phải nhượng bộ hay chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, thực tế là nhường nhịn không hề làm cho chúng ta trở nên yếu đuối. Ngược lại, đó chính là biểu hiện của sức mạnh nội tâm và sự chín chắn. Một người biết nhường nhịn không phải là người cam chịu, mà là người có khả năng nhìn xa trông rộng, hiểu rằng việc tránh né những xung đột không cần thiết sẽ mang lại sự hòa hợp và yên ấm cho cả gia đình và môi trường làm việc. Hãy tưởng tượng trong một bữa cơm gia đình, chỉ cần một chút nhường nhịn trong việc chọn món ăn hay cách tổ chức không gian, mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Hay trong công việc,
một quyết định nhường nhịn ý kiến của đồng nghiệp cũng có thể mang lại những kết quả tích cực hơn là cố chấp với quan điểm cá nhân. Sự nhường nhịn thực sự không chỉ giúp quý vị tránh khỏi những cuộc cãi giả không cần thiết, mà còn giúp xây dựng lòng tin và sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình cũng như đồng nghiệp. Trong những tháng cuối năm này, có thể quý vị sẽ gặp phải một số mâu thuẫn nhỏ trong công việc hay gia đình. Hãy luôn nhớ rằng, việc thực hành nhường nhịn và khoan dung sẽ là chiếc cầu nối giúp quý vị vượt qua mọi trở ngại một cách dễ dàng. Khi chúng ta biết nhường nhịn, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên tìm đến. Những giây phút bình yên và sự thấu hiểu sẽ là nền tảng cho những mối quan hệ vững bền, góp phần tạo nên một cuộc sống an lạc. Hãy suy ngẫm về những bài học từ Đức Phật. Khi mà Ngài luôn nhấn mạnh rằng sự nhường nhịn không phải là sự cam chịu, mà là một cách sống tích cực, hướng tới sự hài hòa. Mỗi lần quý vị lựa chọn nhường nhịn, quý vị đang không chỉ làm cho bản thân nhẹ nhõm hơn, mà còn tạo ra một môi trường sống tích cực cho những người xung quanh. Từ đó, quý vị sẽ nhận ra rằng cuộc sống thật sự trở nên tốt đẹp hơn khi mọi người biết tôn trọng và lắng nghe nhau. Cuối cùng, hãy để lòng khoan dung và sự nhường nhịn trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của quý vị. Đó sẽ là món quà quý giá mà quý vị có thể dành tặng cho chính mình và những người xung quanh, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và hạnh phúc hơn. Tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong giai đoạn từ nay đến Tết 2025 thực sự hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi tích cực. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị trong công việc sẽ bắt đầu thu hoạch những trái ngọt với sự phát triển rõ rệt trong lĩnh vực tài chính. Hơn thế nữa, gia đình sẽ trở nên hòa thuận, ấm áp hơn bao giờ hết, tạo nên nền tảng vững chắc cho một mùa Tết tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Để đạt được những điều tốt đẹp này, hãy luôn duy trì một tâm hồn thanh tịnh, sự nhường nhịn, lòng yêu thương và sự khoan dung không chỉ là chìa khóa mở ra cánh cửa của bình an, mà còn là những giá trị cốt lõi giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Hãy để những điều tích cực này trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, từ những mối quan hệ trong gia đình đến công việc và xã hội. Nếu quý vị cảm thấy những thông tin trong video này hữu ích và thú vị, đừng ngần ngại, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để không bỏ lỡ những dự đoán tử vi hấp dẫn và ý nghĩa khác trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ luôn mang đến cho quý vị những nội dung chất lượng, giúp quý vị hiểu rõ hơn về vận mệnh và tương lai của mình. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và luôn ngập tràn hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu. Hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp trong dịp lễ này, để mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá và đáng nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.